bác, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên em lại tiếp tục về được một siêu phẩm nữa. Và chắc hẳn đây sẽ là một bộ sản phẩm mà rất nhiều bác và em đang mong chờ tại cửa hàng Tùng Audio. Đó chính xác dòng JBL T10 Pro phiên bản đầu tiên và thế hệ chuẩn nhất cho anh em. Các bác có thể thấy em Tùng trước đây cũng đã lên rất nhiều video về cái dòng sản phẩm JBL T10 rồi. Và trong dạo thời gian vừa qua thì thấy một số anh em cũng có hỏi thêm bên cửa hàng em tại sao lại không thấy xuất hiện những video clip làm về mẫu sản phẩm JBL T10 Pro nữa. Bởi vì trong dịp khoảng thời gian đó thì bên em thực sự là cháy hàng với JBL. Và hôm nay thì đã về được mẫu sản phẩm vang cơ đa số rất hay đến từ thương hiệu JBL và đặc biệt là dòng T10 Pro cho anh em. Dòng này thì nếu như các bác và em đã từng theo dõi kênh em Tùng lâu thì biết đến một cái mẫu sản phẩm vang cơ đa số bên em rất là tâm đắc. Ở những thời điểm đầu năm 2021 bên em bán mẫu này thực sự là rất cháy và đến tận bây giờ rất nhiều anh em vẫn đang đi tìm kiếm một mẫu sản phẩm vang cơ lai số T10 Pro bạc chuẩn nhất để chơi. Và đừng bỏ qua mẫu sản phẩm này bên em, hiện tại thì vẫn đang để giá khuyến mại cho các bác, đó là 1.650.000 đồng, một mức giá rất hợp lý cho một dòng sản phẩm vang cơ lai số hay và chất lượng đến từ JBL, đặc biệt là JBL T10 Pro. Và cũng xin thông báo cho anh em một tin khá là buồn, bởi vì JBL T10 Pro hiện tại bên em về với số lượng chỉ có 20 bộ sản phẩm thôi. Thế nên là chắc hẳn là trong khoảng thời gian tiếp theo thì nếu như có cơ hội thì bên em cũng sẽ về thêm được lô hàng nữa. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có 20 bộ để đáp ứng cho nhu cầu phục vụ phá gia đình các bác. Anh em nào có nhu cầu với dòng vang cơ lai số JBL thì có thể gọi điện trực tiếp ngay để nhận được mức giá tốt nhất và ưu đãi. Với mức giá thành hiện tại thì sẽ không có mức giá tốt hơn với cái dòng sản phẩm JBL T10 Pro bản đầu tiên như này nữa. Với giá 1.650.000 đồng, đây là mức giá tốt nhất rồi. Và dòng sản phẩm này thì nó giữ giá rất tốt cho các bác nhé. Hiện tại thì chưa có một đơn vị nào bán được với mức giá thành rẻ hơn 1.800.000. Duy nhất chỉ có bên Tùng Audio. Bởi vì cái mẫu này đã tạo lên một cái thương hiệu. Và hơn nữa thì cũng góp phần hỗ trợ cho bên cửa hàng em có được nhiều lượt khách theo dõi hơn với bộ sản phẩm vang cơ lai số JBL T10 bản 5.0. Đây là toàn bộ hình thức bên trong, bao gồm bộ đồ thu vang cơ lai số JBL T10 Pro bản chuẩn nhất các bạn. Có dây jack cắm nguồn này và dây hướng dẫn sử dụng. Mẫu này thì là bản cổ điển rồi, không có nhiều linh kiện nhưng mà thực sự là rất chất lượng về mặt chất âm cho các bác. Em khi sử dụng cho khóa gia đình sờ hoặc là cầm lên chúng ta sẽ biết được cái độ lặng của mẫu sản phẩm JBL bản chuẩn nó như thế nào các bác. Với mặt màn hình 4K full chức năng, hiển thị đầy đủ thông số, các giải từ delay, repeat cho đến reverb, echo đầy đủ cả các bác nhé. Có exciter lớn, tiếng mic hỗ trợ cho bác lên tông giọng này. FBE chống ú thì vô cùng ổn định rồi. Ba vì volume, effect, mic và nhạc có đầy đủ cho các bác. Và ngoài ra đây, quay một chút mặt sau để các bác có thể nghiên cứu làm sao về ghép đối những trang thiết bị cơ bản. Có đầy đủ các đường dây ca lông, rồi là đường dây hoa sen cho các bác ghép đối SRSL hoa sen này, đường dây ca lông cổng R, cổng L ca lông này, và đường dây cổng súp để chúng ta sử dụng súp trực tiếp ở trên mẫu vang cơ lai số. Có các đường dây lấy tín hiệu từ AUX cho đến anten Bluetooth 5.0, đường dây cổng quang. Ok, mẫu này thì chắc chắn rồi, một trong những mẫu rất là hot bên em. Và mỗi lần mà bên em khoảng thời gian lâu lâu mà bên em không lên video là một vài anh em lại có nhá. Và mẫu này thì thực sự rất cháy hàng các bác ạ. Dường như ngày nào cũng có ít nhất là 2-3 khách hàng đặt hàng với bộ sản phẩm JBL T10. Các bác nếu như theo dõi kênh của em thì em lên video gửi hàng đi liên tục với JBL T10. Thật sự là nếu như các bác tìm được một mẫu sản phẩm tốt và chất lượng và là bản đời đầu ấy của JBL T10 ấy, sẽ cho ra một tiếng chiết lửa âm thanh trong phòng hát gia đình vô cùng tuyệt vời. Từ giải nhạc nghe cho đến phần echo vang nhạc của em nó rất là thích hợp cho các bác ghép đối với những trang bị, đặc biệt là cuối cục đẩy âm ly. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm lô hàng mới xem nó có thực sự tốt và ổn áp cho các bác chơi phòng hát gia đình hay không nhá. Về giải nhạc thì chắc hẳn rồi, một mẫu vang cơ lai số nhiều tính năng cho ra một tiếng chất lượng âm thanh rất là tốt cho phòng hát gia đình, vừa khỏe vừa sáng vừa sạch tiếng. Và quan trọng nhất là khi chúng ta sử dụng vang cơ lai số JBL T10 vào mục đích là chúng ta hát karaoke gia đình, và em cũng thử luôn cho các bác xem lô hàng mới và đặc biệt là dòng vang cơ lai số bản đầu JBL T10 thực sự nó chất lượng đến như thế nào. Các bác hãy lên sử dụng tai nghe để chúng ta trải nghiệm âm thanh nhé.
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, các bác đã được nghe qua với tiếng chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm Vacoly số JBL-T10 Pro. Dòng này thì tiếng chất lượng âm thanh quá là cao rồi, vừa thanh tiếng dễ hát, echo ngọt ngào phòng hát gia đình. Chắc chắn rồi phải nhắc đến JBL-T10. Và hơn nữa thì chức năng chống ngủ FM thấy là nếu mà so sánh ở trong tất cả dòng Vacoly số của JBL thì dòng T10 Pro vẫn đứng đầu từ chất lượng âm thanh cho đến FBE chống ngủ chuyên nghiệp. Hơn nữa thì có đầy đủ các giải để các bác có thể căn chỉnh từ reverb, delay cho đến echo, là các bác có thể thích căn chỉnh theo ý thích này, căn chỉnh theo chất giọng hay tông giọng thì thoải mái với dòng này. Còn là các bác và anh em lưu ý, bên em về được lô hàng mới với số lượng hạn chế 20 bộ sản phẩm, bên em vẫn quyết định để mức giá khuyến mại cho các bác đó là 1.650.000 đồng, trong đó thì bên em tặng đầy đủ giấy rắc và miễn phí ship toàn quốc rồi. Với dòng sản phẩm Vacoly số JBL-T10 sẽ hỗ trợ cho bác và anh em trong việc chúng ta hát karaoke gia đình chuyên nghiệp hơn, tốt hơn về tiếng chất lượng âm thanh. Và nếu như các bác và anh em có nhu cầu với mỗi sản phẩm Vacoly số thì đừng quên gọi điện theo số Anh Tùng 0979629336 để nhận ngay mức giá ưu đãi và tốt nhất với bộ sản phẩm Vacoly số thế hệ đầu tiên, bản chuẩn nhất JBL-T10 Pro, bản đầu tiên các bác nhé. Xin chào các bác.